Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình XDS Pro Banksy 500, một dòng xe đạp địa hình cấu hình rất là cao, cấu hình Shimano DOG và bộ phanh dầu của Techo, mà đang được bán mức giá chỉ có là 8.800.000 tại cửa hàng em. Một chiếc xe toàn bộ phần khung là nhôm, lớp sơn thì cũng còn khá là đẹp, chỉ có một vài vết xước nhỏ do là quá trình sử dụng và là xe bãi nên không thể tránh khỏi. Còn về đánh giá tổng thể thì chiếc xe còn giữ được cái độ đẹp và mới đó rất là tốt, sử dụng bộ chuyển động Shimano DOG. Như các bác chơi xe thì cũng đã biết là cái bộ DOG này nó thuộc cái phân khúc gọi là cận cao cấp của dòng Shimano địa hình, phân khúc cũng rất là cao cấp của dòng Shimano rồi. DOG thương nhôm XDS thương hiệu rất là quen thuộc với các bác chơi xe lâu năm, thương hiệu chuyên cho ra đời những chiếc xe mà cấu hình rất là cao, rất là tốt, nhưng mà cái mức giá bán thì rất là phải chăng, rất là rẻ. DOG 10 lít 3 đĩa 30 tốc độ, đồ vẫn là nguyên bản nguyên zin hết. Eurovatec bi vòng, ghi đông của chiếc xe cũng được trang bị bộ tay bấm của Shimano DOG và bộ phanh dầu của Techo. Vành bánh của chiếc xe là 26 inch, vành bánh 26 inch. Và dám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Size em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, khóa yên từ tâm cổ cốt là 55 cm. Xe của các bác đi từ khoảng 1m63-64 đến khoảng 1m75. Cái dòng của cao cấp của dòng Shimano sử dụng rất là sướng, vẫn cực kỳ nhẹ nhàng. Và chiếc xe đang được bán với em mức giá chỉ có là 8.500.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác có quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.